mấy người bọn họ tập trung lại một chỗ mà nhìn vào chiếc máy tính mau nhìn kìa đó đó là cái gì vậy mấy anh nhìn cái lực đó kìa thanh niên này bất ngờ quá suýt quên mất tí nữa là tiễn thằng bạn mình thăng thiên luôn xin lỗi xin lỗi cụ cụ anh muốn bóp chết tôi à cái lực di chuyển một tí thì có gì phải sợ chưa nói hết thì cậu ta lại trợn muốn lòi cả con mắt ra khi nhìn thằng cu phương ninh đang bóp cổ một con quỷ hết sức ảo ma mấy người bọn họ cũng thấy rất kinh ngạc rốt cuộc là làm cái này bằng cách nào vậy là ghép sao hay là trong bàn có cơ quan hoặc là dùng ảo thuật. Lúc đầu tôi cũng tưởng như vậy. Nhưng sau đó quái vật này lại có thể xuất hiện sau khi tan biến. Điều đáng sợ nhất là với mười mấy năm kinh nghiệm làm video của tôi, lại hoàn toàn không nhìn ra dấu vết cắt ghép và photoshop. Hai người bọn họ vẫn tiếp tục ngồi xem video trong sự ngạc nhiên và một phần sợ hãi trong người. Vậy là kết thúc rồi, um chỉ có nhiều đây thôi. Tuy đã xem tới mấy lần rồi nhưng mỗi lần này xem lại tôi vẫn thấy sởn tóc gáy, cả người ớn lạnh, rồi liên hương chết như thế nào. Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Lẽ nào video này thật sự có liên quan đến vụ án mất tích bí ẩn 10 năm trước? Đạo diễn Vương liền sâu cho mọi người thông tin về cô bé. Tôi đặc biệt đến thư viện tìm tài liệu, photo ra bài báo năm đó, thiếu nữ xuất hiện trong video quả thật giống y hệt trên báo, video gốc mà chưa qua edit mà đã thu hút sự chú ý của chúng ta rồi. Tôi tin chắc rằng sau khi làm xong video đăng lên mạng, chắc chắn sẽ trở thành chủ đề lớn, với lại Phương Ninh đã nói rồi. Nếu video này hot thì chúng ta sẽ được chia hoa hồng. Đến lúc đó nếu được chia nhiều thì tôi sẽ phát tiền thưởng cho các anh. Mấy người bọn họ nghe chữ tiền thưởng thì con mắt liền như phát sáng. Vậy thì phải làm cho thật tốt, bắt đầu làm việc thôi. Bốn tiếng sau, tôi đã edit xong rồi, các anh xem thử đi, đặt tiêu đề nâng cao chất lượng âm thanh. Thêm BGM thích hợp vào tình tiết đặc sắc, đạo diễn Vương kể vai bè nói, được lắm lão tiết. Anh phát huy tốt hơn thường ngày rồi đó, tôi thấy độ đáng sợ của video sau khi edit đã cao hơn rất nhiều rồi, làm gì có là do nhịp điệu trong video này đã tốt sẵn rồi à mọi người xem thử đi có cần chỗ nào sửa lại không đạo diễn vương quay người rời đi cũng không quên nói rằng không cần phải sửa mà gửi thẳng cho tôi giờ tôi sẽ đăng nhập vào tài khoản đăng nó lên mạng ơ ờ, đăng lên luôn sao hay là gửi cho anh ninh xem trước đi xác nhận lại cho chắc đạo diễn vương giơ ngón like ra bèn đáp không cần đâu anh ninh đã nói rồi anh ấy tin tưởng kỹ thuật của chúng ta anh ấy vẫn còn việc khác nói chúng ta edit xong thì cứ đăng lên luôn ở bên khác, trụ sở chính của lý Ở một nơi nào đó trong trụ sở, một ông chú đang chóng cằm mà nhìn vào bên trong máy tính. Đây là cái gì? Thiếu nữ tự sát tại trường tiểu học Hải Nguyên, chuyện có thật vào 10 năm trước. Lại là kiểu video thám hiểm kinh dị sao? Gần đây quả thật có nhiều video thám hiểm kiểu này, đại đa số đều là giờ trò bịp bợm. Làm cũng tệ, còn không có gì bổ ích, chắc cái này cũng tương tự vậy. Nhưng mà ảnh bìa thì khá đẹp, đột nhiên ông chú này hót hoảng. Đây đây là cái gì? một gương mặt xấu xí của một con quái vật đang nghe răng như muốn ăn thịt người vậy. Ông chú này đột nhiên giật mình nên cũng lỡ tay làm đổ nước xuống quần áo. Đồng nghiệp ông ấy cũng bắt đầu chú ý tới tiếng hét chói tai của ông ta. Video này cũng đặc sắc ghê, này mọi người mau qua đây xem video này đi. Mọi người nhanh chóng tập trung lại chỗ của ông chú đó, anh xem được video thú vị sao? Lão đạo à, video gì mà làm anh kích động dữ vậy? Gần đây toàn là video không có ý sáng tạo làm tôi muốn ngủ gật luôn. Hiếm khi có sản phẩm chất lượng Tôi có dự cảm, video này sẽ thành một hiện tượng và sẽ là chủ đề lớn. Một ông chú hói đầu lại hỏi lần nữa để xác nhận, có thật không có, làm gì mà khoa trương đến vậy? Hư hư có khoa trương hay không thì mọi người tự mình xem đi. Lúc này bọn họ đều tập trung vào chiếc màn hình đang phát sáng kia, vậy là hết rồi. Tôi vẫn chưa xem đã mà. un đúng là đặc sắc, từ cách quay cho đến độ ổn định và những hiệu ứng trong video. Đây thật sự là chất lượng được quay ra từ điện thoại sao? Hơn nữa mọi người nhìn này, rõ ràng là anh ta quay ngoài đời thực nhưng lại có hiệu ứng đặc biệt không hề kém phim điện ảnh sự kết hợp này thật sự quá tuyệt vời để xem cao thủ làm video này rốt cuộc là ai lúc này bên phương ninh cậu ta đang ngáp một cách ngon lành cậu ta lúc này đang tâm linh tương thông với khương lê theo manh mối mà cô nói đi tra tin tức vào nửa năm trước tại thôn xóm gần mộ công chúa có người tận mắt chứng kiến ba người có hành tung kỳ lạ hình như đang tìm kiếm thứ gì đó nhận được tin báo từ thôn dân cảnh sát lập tức đi đến đó nhưng cuối cùng chỉ bắt được có hai tên Cả hai đều là tội phạm thường xuyên trộm mộ, nhưng người thứ ba lại không thấy bóng dáng đâu. Hai người bị bắt gần như suy sụp tinh thần, giống như họ đã nhìn thấy chuyện vô cùng đáng sợ. Cuối cùng cảnh sát chỉ có thể giải thích là do áp lực quá lớn. Còn hai người đó thì bị giam vào trại tạm giam vì tội trộm cấp di sản văn hóa, nhưng mà chuyện này có điểm nghi vấn. Cảnh sát không hề phát hiện dấu vết đào đất gần mộ công chúa. Hai đương sự biết chuyện thì bị điên, rốt cuộc là có đào đường vào mộ hay không? Vị trí của đường hầm ở đâu thì vẫn là một bí ẩn. Nếu họ đã có thể lấy đi châm cài tóc của cô, thì chắc chắn không phải người bình thường, còn người thứ ba chạy thoát, trong lúc hỗn loạn liệu hắn có thể kịp che đậy hiện trường hay không? E là sau lưng người đó, vẫn còn ẩn giấu người khác có thể liên quan đến trường tiểu học Hải Nguyên, cô có chắc tên trộm châm cài tóc của cô ở hướng này không? Cô ta liền chui ra bèn nói, dạ có đã đến rất gần rồi, Phương Ninh kéo cô ta vào lại bên trong, này cô đừng có tùy tiện chui ra như vậy, nơi này còn có người đi ngang qua đó. Lỡ như nhìn thấy cô thì tôi biết phải giải thích sao đây, yên tâm. Đợi đến nơi không có người thì tôi sẽ cho cô ra, trời vẫn chưa tối mà trên đường đã có ít người vậy rồi. Là do tin nhắn cảnh báo của cảnh sát sao, hình như nói đừng tùy tiện ra ngoài vào tối nay, bé Khương, bây giờ đi về hướng nào, bên đó. Đây, đây là, rượu sake, quán rượu bạch lộc, phía trước con hẻm bỗng có rất nhiều người tụ tập. Tất cả bọn họ đều không thể tin vào mắt mình được, một chai rượu, một cái xương bàn tay, sát chết của người này đáng sợ quá. đúng đó, chuyện này thật kỳ quặc. đến cả xếp trường cũng đến. chuyện này chắc chắn không đơn giản. một ông chú mở miệng mà hỏi tiểu vương vụ án này cậu thấy như nào?